ngàn năm trước vì một lời hứa tướng thần trở thành thần hộ mệnh của côn lôn sơn ngàn năm sau vì một lời hứa khác tướng thần một lần nữa nhập thế đi tìm chân tướng sự tình mà chuyện đầu tiên hắn làm khi bước vào cuộc sống dĩ nhiên là làm công ở trong thế giới con người ngươi sẽ gặp phải rất nhiều chuyện vui vẻ chuyện không vui vẻ khi ngươi có thể dùng tình cảm của con người để đối đãi tất cả đáp án sẽ tự xuất hiện, một vị hoàng bào lão đầu nói với tướng thần như thế. Chương một Khách không mời mà đến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Xuống núi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Manh mối Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Đi làm là không thể nào đi làm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Nhà máy quái sự Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Quỷ thác Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Đột tử quỷ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Thủ phạm thật phía sau màn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Đột tử quỷ báo thù Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Ra mắt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.